Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, giá mít Thái cập nhật sáng ngày tháng 3, 2024, giá đi ngang. Tại Tiền Giang, mít nhất giá 18.000, mít nhì 11.000, mít bi 8.000 đồng và mít chợ 4.000. Ở Đồng Tháp, An Giang và Long An, mít nhất 17.000, mít nhì 10.000, mít bi 7.000 và mít chợ 3.000. Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Kiên Giang, mít nhất 16.000, mít nhì 9.000, mít bi 6.000, mít chợ 3.000. Khu vực Vĩnh Long, Trà Vinh, mít nhất là 16.000, mít nhì 9.000, mít bi 6.000, mít chợ 3.000. Đồng Nai, Bà Rịa, Vũng Tàu, Bình Thuận, mít nhất 10.000, mít nhì 7.000, mít chợ 3.000. Tây Ninh, Bình Phước, Bình Dương, mít nhất là 11.000, mít nhì 8.000, mít chợ 3.000. Ở Tây Nguyên, mít nhất 10.000, mít nhì 7.000 và mít chợ 3.000. Cảm ơn cửa hàng điện máy Phúc Anh, phúcanhstore.com đã luôn đồng hành và hỗ trợ cho kênh Nhà Nông Miền Tây để có thể mang đến nhiều thông tin hơn cho bà con nông dân. Phúc Anh Store chuyên cung cấp các mặt hàng điện máy, điện gia dụng chính hãng.